Phong thủy là gì? Xem phong thủy có phải là mê tín? Quảng Tòng sẽ bắt đầu chia sẻ một cái chuỗi video về phong thủy anh chị em ha. Thì dưới đây là Quảng Tòng sẽ chia sẻ cái góc nhìn cá nhân của mình sau một thời gian dài làm về phong thủy, rồi cũng tu tập, cũng học, cũng làm, cũng thực hành, cũng đi xem cho anh chị em. Thì hôm nay Quảng Tòng sẽ đứng ở dưới góc độ của mình là một người đã học, đã thực hành và đã đi làm xem phong thủy giúp cho anh chị em. Thì Quảng Tòng sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu như có thể là quan điểm của Quảng Tòng nó sẽ chưa đúng lắm hoặc là nó còn thiếu sót, thì anh chị em chúng ta có thể bổ sung thêm theo góc nhìn cá nhân của mình ha. Thì trước tiên Quảng Tòng sẽ giải thích cái vấn đề về phong thủy là gì. Phong thủy là gì mà tại sao nhiều người rất là đam mê, rất là yêu thích, và những người cũng có rất là nhiều lo sợ. Rất nhiều người lo sợ rồi không tin tưởng. Thì trên cái không gian mạng cũng giống như trong cái cuộc sống hàng ngày thì đã có rất nhiều vị thầy ha, đã có rất nhiều vị thầy đã chia sẻ là phong thủy như thế này, như thế nọ, vân vân. Thì hôm nay Quảng Tòng chỉ chia sẻ ở góc nhìn của mình thôi. Thì tất cả mọi người đều biết phong thủy là gì. Phong thủy nó là đơn giản nhất. Phong là gió mà thủy là nước. Có nghĩa là phong thủy là gió và nước. Nó đơn giản như vậy thì nó vẫn chưa đủ ha. Mà nó phong thủy, thủy ở đây nó còn là thủy pháp nữa anh chị. Thủy pháp tức là nội thủy và ngoại thủy ở bên ngoài nữa. Rồi gió, gió ở đây là biểu thị cái sự về cái luồng khí. Luồng khí ở bên trong ngôi nhà và luồng khí ở cái khu vực, ở cái môi trường ở bên ngoài ngôi nhà. Đó là về phong và thủy. Tuy nhiên nếu chúng ta giải thích như vậy không thì nó vẫn chưa đủ anh chị. Vậy phong thủy là gì? Phong thủy nó là sự, phong thủy nó là sự kết hợp hài hòa giữa con người, giữa, tức là giữa con người, giữa mệnh chủ, giữa môi trường sống và không gian và thời gian mà cái mệnh chủ sống ở trong đó. Nếu chúng ta nói đơn giản nhất đó là thiên, địa và nhân. Tuy nhiên nói như vậy thì nó quá ngắn gọn và chúng ta sẽ khó hiểu. Mà phong thủy nó là phải là sự kết hợp hài hòa giữa con người với môi trường sống và với không gian, thời gian mà người đó đang sống, đang trải qua. Đó chính là phong thủy anh chị em ha. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Về vấn đề, trước tiên là về vấn đề về mệnh chủ. Mệnh chủ là người ha. Mệnh chủ là người. Như vậy mệnh chủ thì gồm có nhân quả của kiếp trước, hành động ở hiện tại và những cái hành động tu tập, bố thí, cúng dường để hướng đến tương lai. Đó là mệnh chủ. Yếu tố về môi trường. Yếu tố về môi trường thì chúng ta sẽ có nội loan đầu, tức là trong cái ngôi nhà, trong cái khu vực mà người đó sinh sống. Bên ngoài, tức là ngoại loan đầu thì gồm có là sông, núi, đường, xá, ngã ba, ngã tư, cây cối, cột điện, vân vân. Những cái yếu tố ở bên ngoài mà tác động đến cái ngôi nhà đó. Và thêm đó là cái khu vực mà cái người mệnh chủ đó sống anh chị. Ví dụ như có người sống ở Hồ Chí Minh, có người sống ở Đồng Nai, ở miền Bắc, miền Trung, ở miền Tây, vân vân. Đó là về cái vấn đề môi trường trong và ngoài. Tiếp theo đó là về cái vấn đề không gian và thời gian. Không gian thời gian thì chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ có cái vận mệnh của người, gọi là thời vận của cái người mệnh chủ anh chị em ha. Tại vì cái thời vận đó nó cũng liên quan đến cái vấn đề về nhân quả kiếp trước và hành động của kiếp của hiện tại và hướng đến tương lai. Thì cái vận mệnh đó nó cũng lại đối chiếu với lại cái thời điểm. Ví dụ như hiện tại là tuổi Thân Tý Thìn là chúng ta đang phạm 3 năm tam tai, thì trong cái vận mệnh của chúng ta nó sẽ đi theo cái đại vận, và cái đại vận đó nó ứng với lại cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như là vận mệnh của chúng ta gặp tam tai mà gặp cái thời điểm kinh tế nó bị dính Covid nè, dính về chiến tranh nè, kinh tế nó khủng hoảng nè, cho nên đến khi mà nó xuống nó bị tác động thì nó sẽ tác động rất là nặng anh chị em ha. Như vậy đó là về cái vận mệnh của người mệnh chủ, nó sẽ tác động, nó sẽ tương quan với lại cái không gian và thời gian đó. Như vậy thì Quảng Tòng chia sẻ nó cũng hơi rườm rà, tuy nhiên anh chị em sẽ thấy được đó là một cái tam giác
không thể tách rời anh chị em ha, giữa mệnh chủ với không gian thời gian, rồi với lại cái môi trường sống anh chị em ha, đó là phong thủy, đó là sự tổng hòa, sự kết hợp hài hòa giữa ba cái yếu tố quan trọng đó. Vậy thì phong thủy nó cũng đâu có, nó rất là khoa học đúng không anh chị, nó cũng đâu có gì gọi là huyền bí đâu. Vậy xem phong thủy có mê tín hay không, cái khúc này nó mới là cái khúc mà để mà chúng ta đặt cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem nó có mê tín hay không. Vì sao? Vì khi xem phong thủy anh chị, khi xem phong thủy, một người thầy phong thủy, chúng ta mời một người thầy phong thủy đến với lại ngôi nhà của mình, hoặc là đến với lại cái đi xem về âm trạch thì đến với ngôi mộ của tổ tiên anh chị em ha. Thì một người thầy phong thủy đến với lại ngôi nhà của mình thì nó là sự tương tác, nó là sự tương tác, nó sự là nhân duyên của người thầy phong thủy và cái gia đình đó, đối với cái gia đình, đối với cái mệnh chủ đó. Cho nên đôi khi nó có những cái vấn đề, tại vì xem phong thủy mà chúng ta chỉ xem thuần về phong thủy, về la bàn, về độ hướng, về nhà cửa thì nó chưa đủ anh chị, mà nó còn yếu tố về tâm linh. Như Quảng Tâm đã nói, gọi là nhân duyên, thì nó còn yếu tố tâm linh. Nó yếu tố tâm linh ở đâu? Nó ở vấn đề về cúng kiến ha. Ví dụ như người thầy đến nhà của mình thì cũng phải báo cáo thành hoàng bổn cảnh là đến đây để giúp cho ngôi nhà này như thế nào. Rồi nó còn là cái sự nhân duyên, là phần tâm linh của gia đình. Phần tâm linh của gia đình muốn mời người thầy này đến để giúp đỡ cho gia đình mình. Nó còn sẽ có một số cái trường hợp nó sẽ còn rơi vào vấn đề đó. Như vậy, nó là sự tương tác giữa người thầy phong thủy và đối với gia đình. Vậy mê tín nó sẽ xảy ra ở trường hợp nào? Mê tín nó sẽ xảy ra ở trường hợp là chúng ta bị mê mờ. Khi mà đến xem, chúng ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, phải tọa này, phải hướng này. Đúng là cái tọa hướng, cái nhà cửa, cái xếp đặt nó rất là quan trọng. Tuy nhiên, như anh chị đã biết, cái phong thủy nó không thể nào chạy ra ngoài cái môi trường sống, cái vận mệnh của một người, rồi cái không gian thời gian sống, rồi cái sự tương tác duyên nghiệp, duyên nợ với người thầy phong thủy. Có những trường hợp đến chúng ta chỉ cần xem nhẹ một chút thôi là nó đã được rồi. Còn có những trường hợp đến nhưng mà xem cũng giúp đỡ nhiều rồi nhưng mà nó không lên là được, là không lên được. Cho nên khi mà chúng ta xem phong thủy anh chị em ạ, thì trước tiên anh chị em chúng ta đều biết được là có đức thì mặc sức mà ăn. Thì những người có đức thì cũng không cần xem phong thủy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết kết hợp giữa xem phong thủy với lại vấn đề làm phước đức, rồi kết hợp với xem phong thủy thì nó sẽ tốt hơn anh chị em ha. Cho nên đối với một người thầy phong thủy mà để giúp đỡ cho gia chủ, thì chúng ta trước tiên chúng ta phải khuyên cho gia chủ là biết hồi đầu hướng thiện, biết sám hối, biết làm phước, bố thí, cúng dường. Rồi chúng ta xem phong thủy kết hợp thêm. Rồi tiếp theo thì chúng ta mới tu tập để hướng đến cái tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn anh chị em ha. Như vậy thì xem phong thủy nó cũng đâu có gì gọi là mê tín đâu, mà nó hướng chúng ta đến những cái điều tốt đẹp anh chị em ha. Còn mà nếu chúng ta xem phong thủy mà theo cái chiều hướng mà đi sâu, đừng có đi sâu vào trong những cái vấn đề mà phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, chúng ta bị chấp thì nó sẽ thành mê tín anh chị em ha. Còn hiện tại chúng ta cứ làm ăn, cứ sống thật tốt, cứ hồi đầu hướng thiện, làm phước, bố thí, cúng dường, sám hối và tu tập để hướng đến tương lai, thì mọi điều nó sẽ được là tốt đẹp, nó đều hài hòa anh chị em ha. Thì Quảng Tâm cũng chia sẻ cái góc nhìn của mình như vậy. Nếu như anh chị em nào mà có cái góc nhìn nó sáng sủa hơn, nó hay hơn, anh chị em chúng ta có thể là chia sẻ với nhau anh chị em ha. Rồi nếu anh chị em có điều gì thắc mắc thì hãy comment, rồi Quảng Tâm sẽ cùng chia sẻ thêm. Rồi anh chị em nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Quảng Tâm ha. Từ hôm nay Quảng Tâm sẽ làm một cái chuỗi video về phong thủy từ trong và ngoài, dựa trên cái kinh nghiệm của mình. Rồi Quảng Tâm xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những cái video tiếp theo. Chúc cho anh chị em chúng ta luôn luôn hạnh phúc, may mắn và bình an trong cuộc sống.